quan điểm cá nhân của anh như thế nào? Thực ra đây là một trường hợp mà tôi khá sốc, bởi vì tất cả những chỉ số của Nguyên Mạnh thì tôi nghĩ là thực sự là đáng ngưỡng mộ, và đặc biệt là còn khâm phục bạn ấy hơn. Bởi vì trước đây bạn đã từng dính một chấn thương rất là nặng, bạn ấy đã trở lại. Nếu năm nay không có Nguyên Mạnh, tôi nghĩ là khả năng mà Viettel vô địch gần như không thể. Một đội bóng mà đã giành 7 chiến thắng với tỷ số 1-0 và tổng cộng là 8 chiến thắng với tỷ số cách biệt chỉ là một bàn, thì cái vai trò của hàng phòng ngự rất là quan trọng. Anh có dùng không thì để em... Tôi có một cái thói quen là khi đi xem bóng đá ấy, tôi hay đứng ở ngay bên cạnh thủ môn để tôi xem là các vị trí họ điều chỉnh hàng phòng ngự như nào. Thì Nguyên Mạnh luôn là người mà để lại cho tôi những cái ấn tượng đặc biệt. Trong rất nhiều trường hợp anh ấy đổi các cầu thủ, ví dụ như là một cầu thủ đang làm hàng rào, anh có thể đổi là cái cầu thủ đang làm hàng rào đấy để đi bắt một cầu thủ khác và người khác vào. Tức là bạn đã biết đặt đồng đội của mình vào đúng vị trí để phát huy tối đa cái khả năng. Còn tất nhiên là với một cái chiều cao phải nói là rất là khiêm tốn, đấy là một điều tiếc nuối đối với Nguyên Mạnh. Nhưng mà tất nhiên là thầy Park là người mà chúng ta cũng đã biết, thầy làm đều tất cả mọi thứ, mọi quyết định đều có nguyên nhân, và chúng ta tôn trọng cái quyết định của thầy. Tất nhiên là sẽ cảm thấy rất là tiếc cho Nguyên Mạnh. Anh nói về Văn Quyết đi anh. Văn Quyết trong đợt tập này. Ok. Hiện có 12 nhân sự mới lên. Thì anh có đánh giá gì về cơ hội của 12 người mới không? Có rất nhiều người mới nhưng mà đã cũ. Có nhiều người thì là mới tinh. Nhưng mà cá nhân mình thì cho rằng là người mới hay là người cũ thì cũng là đều là người Việt Nam cả. Chỉ có một điều là cảm thấy hơi tiếc cho các bạn ấy là các bạn ấy sẽ phải xử lý một khối lượng công việc lớn hơn. Tức là bạn ấy mới lên thì bạn ấy sẽ phải làm quen từ đầu, làm quen với cái triết lý bóng đá của thầy, làm quen với cái tất cả những cái yêu cầu về mặt chiến thuật cũng như là hòa nhập về mặt văn hóa. Đấy cũng là một cái thách thức, và tôi nghĩ là ở một cái tầm như một tuyển thủ quốc gia thì đấy là điều họ buộc phải giải quyết được. Tôi thì tôi thấy là có lẽ là kể từ khi thầy Park đến thì đây là đợt mà chúng ta có nhiều tân binh nhất, và đấy là một cái có thể tạo ra cho đội tuyển Việt Nam chúng ta một sự tươi mới trong cái bối cảnh mà các đối thủ đã bắt bài được phần nào. Bóng đá Việt Nam của chúng ta thì sự có mặt của những nhân vật mới sẽ mang lại cho chúng ta những cái điều bất ngờ, và bất ngờ đấy chính là cái bất ngờ mà tạo ra những chiến thắng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Anh có hy vọng là cầu thủ mới trong đợt tập trung này sẽ là cái điểm sáng ở cái đợt tập trung này? Nếu mới được hiểu theo nghĩa là lần đầu. Lần đầu thì tôi rất kỳ vọng vào Văn Việt, vì Văn Việt đã có một cái quá trình khẳng định mình theo một cái cách vô cùng ấn tượng. Chúng ta biết là Văn Việt khởi đầu là một cầu thủ rất là tài năng của Quảng Nam, đã từng đeo băng đội trưởng đưa Quảng Nam từ hạng nhì lên V-League. Bạn ấy trải qua một cái chấn thương. Chấn thương của bạn đấy thì một cái ca mổ mà nó không được thành công. Sau 3 năm thì bạn ấy đã trở lại tìm kiếm cơ hội, khát khao với cơ hội và mang lại cho bạn ấy những cái thành công. Đây là một cầu thủ chơi mạnh mẽ và đầu óc. Và hiện nay khi mà cái vị trí trung vệ của chúng ta đang hơi bị mỏng, khi mà Duy Mạnh hay là Đình Trọng chưa thể trở lại đội tuyển được, thì tôi nghĩ là những cá nhân như Văn Việt sẽ giúp cho cái hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta thêm phần chắc chắn. Anh có nghĩ là trong cái đợt tập trung này thì không có Đức Huy, không có Huy Hùng và thậm chí là cũng không có Khắc Ngọc. Liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có cái tính toán gì khi mà ông đã nói thẳng là đội tuyển Việt Nam sẽ chia ra 3 đội hình? Anh có nghĩ được, thì có đoán được là huấn luyện viên Park đang tính toán điều gì? Thực ra cái việc mà thầy Park chia ra thành 3 nhóm thì đúng hơn. Chia ra 3 nhóm thì nó có cái những cái tính toán của thầy, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên thầy chia ra thành từng nhóm. Và tại sao thầy lại chia ra thành nhóm? Tức là từng nhóm đấy họ sẽ có những đặc điểm chung. Ví dụ những người mới lên thì họ sẽ có một cái đợt đào tạo để làm sao có được một cái mặt bằng chung giống như những anh em khác, thì họ sẽ được cung cấp thêm nhiều những cái thông tin liên quan đến triết lý bóng đá, rồi liên quan đến cách chạy chỗ, ví dụ như thế. Và bằng cái cách mà thầy phân chia ra như thế thì thầy cũng hiểu được xem là cái mức độ tự tin của từng anh em như thế nào, của từng nhóm như thế nào. Và đặc biệt ở đây là cái mục tiêu cá nhân mà mỗi một người sẽ nhìn về cái năm 2021, thì cái đấy cũng mang lại rất là nhiều thông tin cho thầy. Một người tự tin, một người đặt mục tiêu cao thì có cơ hội sẽ thành công lớn hơn. Có một số ý kiến cho rằng là tại sao đội tuyển Việt Nam trong đợt này không thi đấu với một đội bóng ví dụ như All-Star V-League, tức là những cầu thủ tốt nhất của V-League, có thể ngoại binh,
mà tại sao lại đá với một đội trẻ là U22 Việt Nam? Tôi nghĩ là thầy Park muốn, nhưng mà khả năng đáp ứng của cái đội All Star mà chúng ta nói là gần như không thể. Bởi vì hiện nay thì thị trường chuyển nhượng nó đang hoạt động rất là mạnh, và một cầu thủ thì hiện nay họ có thể là phải di chuyển rất là nhiều để tập hợp, nó hoàn toàn là một điều không dễ. Và tôi nghĩ là thầy Park cũng đã có một cái tính toán để làm sao cân đối được tất cả các cầu thủ chúng ta có cơ hội để thi đấu. Và tại sao lại là đội tuyển gặp U22? Tôi nghĩ là cả hai đội đều muốn có cái cơ hội để thi đấu. Và cái việc mà các em ở đội tuyển nhỏ được thi đấu với các anh lớn thì họ học hỏi được rất nhiều. Cho dù thành công hay thất bại thì cái thử của thầy sẽ ra nghiệm, vì đấy nó là sự thử nghiệm. Anh nắm được danh sách 8 đội lọt vào vòng chung kết U21 rồi đúng không ạ? Anh đánh giá thế nào về cơ hội của các đội bóng? Thực ra các đội trẻ thì nói thật là năm nay tôi cảm thấy hơi sốc khi mà một số những tên tuổi lớn thì không có mặt. Nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là tôi là một người lạc quan, thành ra là tôi sẽ tiếp cận dưới góc độ là chứng tỏ là không có một đội bóng nào hay là một trung tâm đào tạo nào là độc tôn. Thực ra thì tôi vẫn rất là ấn tượng với những gì mà bóng đá Sông Lam Nghệ An đã làm được trong thời gian qua. Và không chỉ là những cầu thủ trẻ mà các huấn luyện viên trẻ, người gốc Nghệ An hoặc là đang làm việc ở Nghệ An đều có cái màn trình diễn phải nói là rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ những người như là Quốc Vượng hay là như Văn Quyến xứng đáng được đầu tư trọng điểm, và tôi cũng rất là mong là họ được gọi lên các đội tuyển để làm trợ lý, vì đấy là cách gần nhất để họ được tiếp cận với những cái trận đấu quốc tế. Và khi mà họ trở về câu lạc bộ thì họ sẽ mang những cái kinh nghiệm quốc tế đấy để bổ sung vào cho các em, đặc biệt là trong những cái năm mà chúng ta đang dính vào Covid như này, những cái trận đấu quốc tế là rất là hiếm. Trở lại với vòng chung kết U21 thì anh sẽ chọn ra những cái tên nào có thể vào sâu? Cái này thì khá là khó, bởi vì là bây giờ nó cũng mới chỉ là vào 8 đội thôi đúng không? Thành ra nó cũng rất là khó. Có lẽ là chúng ta nên chờ. Nên chờ. Có bạn hỏi là bản thân anh đánh giá như thế nào về Văn Quyết khi mà được lên đội tuyển lần này ạ? Có lẽ là câu trả lời của tôi chỉ có hai từ thôi, xứng đáng. Rất xứng đáng.